Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của kênh Nghệ TD. Nói thực sự với các bạn là hôm nay đi khai trương của anh Phong cũng hơi say rồi, nhưng vẫn đam mê công nghệ thì vẫn có thể làm việc được. Mà nó thực sự là lúc say lúc thật nhất. Hôm nay thì tư vấn cho các bạn một chiếc laptop ở phân khúc 30 triệu mà tốt nhất. Đó là chiếc Dell G5 mới nhất của dòng họ, đó là Dell Gaming ở phân khúc tầm trung, nhưng có một cấu hình cực kỳ tốt, đó là cấu hình của nó là i7 10750H và trang bị RTX 2060 6GB DDR6 với cấu hình màn hình Full HD IPS. Với mức giá là mình đang bán chiếc máy này ở mức giá là 29.900. Đây là một trong những chiếc máy gaming và đồ họa tốt nhất trong phân khúc 30 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong sản phẩm này. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ nhé. Vâng, thưa các bạn, là cái hộp của nó đây ạ. Đây là hướng dẫn sử dụng của nó nhé các bạn nhé. Đây. Đây là dòng sản phẩm được phân phối bởi FPT Select các bạn ạ. Đây. Cấu hình của nó là i7 10750H và RTX 2060. Chiếc máy này đang có hệ thống bán siêu thị khoảng tầm 32 triệu và mình bán cho các bạn ở mức giá là 29 triệu 900 sau video này các bạn nhé. Nhiều bạn cũng hỏi là tại sao cửa hàng của anh luôn bán rẻ hơn cửa hàng khác. Nó thực sự mình là cửa hàng nhỏ, chi phí nó ít hơn và mình làm của mình. Mình bán rẻ một chút cũng chả sao cả. Đây là cái rắc của cái sạc này. Úi dồi, sạc 230W cả. Úi, 204W các bạn. To đúng luôn. Đây, đây là chân kim các bạn nhá. Chân tròn chân kim. 240W. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của nó ạ. Đây. Ồ. G5 này. 5500. Nếu mà nhìn chiếc máy này thì mình giống giống như 3590, chả khác gì so với phiên bản 2019 và màu đen như này. Chúng ta có một logo sáng bóng như này. Bây giờ sẽ cùng tìm hiểu chiếc máy này các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, một chiếc Dell G5 được sản xuất 2020 với mức giá lên gần 30 triệu mà vẫn được trang bị vỏ nhựa như này, thực sự là mình cũng không hài lòng cho lắm. Đây, được mỗi cái là cấu hình chúng ta sẽ có cấu hình cao hơn với hai hốc tản nhiệt đằng sau. Nếu mà nhìn vào thiết kế như này, chúng ta giống y hệt với phiên bản 2019, đó là 3590, chả gì cả. G3 3005, G5 5500 y hệt nhau luôn với vỏ máy bằng nhựa. Trọng lượng tổng thể của máy nó là 2,3 kg với hai hốc tản nhiệt đằng sau. Đây, phân biệt G5 như này. Nếu phân biệt như này thì chúng ta nhìn chả khác gì so với phiên bản 2019, chỉ khác là cấu hình bên trong thôi. Hai hốc tản nhiệt đẩy khí đằng sau. Đây. Hai cổng USB này, cổng phone, cổng mic với giao tiếp chuẩn 3,5, hỗ trợ các bạn kết nối cái tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Cổng phone, cổng mic, đây là ổ thẻ các bạn nhé. Đây là trước máy các bạn sẽ thấy này. Mình nhìn đây thì không có đèn tín hiệu hay cổng gì cả các bạn ạ. Đằng trước không có cổng gì. Mà mở máy các bạn sẽ thấy là rất đơn giản này. Cổng sạc chân tròn thì mình đã nói rồi này. Đây là cổng mini DisplayPort. Chúng ta có thể kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Đây là cổng HDMI. Ôi, con này là cổng Type-C các bạn ơi. Type-C nhưng được tích hợp Thunder 3 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài với tín hiệu lên đến 40GB một giây. Các bạn có kết nối EGBU. Đây. Cảm hình rời từ bên ngoài luôn, cực kỳ ngon luôn cổng LAN này. Đó. Cổng USB, cổng HDMI 1 2 1 2 3. Ba cổng này có thể kết nối ra màn hình bên ngoài. Đây. Bên dưới của nó này. FPT Select đó là đơn vị phân phối này. Đây là cái hốc tản nhiệt này. Nó sẽ hút không khí vào đây và đẩy khí nóng ra đằng sau. Và mọi thông tin của máy ở đây hết các bạn nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ mở toàn bộ nội tạng chiếc máy này xem khả năng nâng cấp nó như nào. Mời quý vị và các bạn đón xem. Còn đây là cái hai cái hốc loa của nó này. Tami FPT Select các bạn nhé. Đúng là đeo của khác. Các bạn nhìn thấy bao mạch nó sản xuất thì đã chất đúng không? Hai ống đồng tản nhiệt rất lớn này. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đây là con GPU này. Còn đây là con CPU này. Hai slot cắm RAM này. RAM chạy bây giờ là 3200 các bạn nhá. Đây bớt 3200 này. 4GB 3200. Vì chi là chiếc máy này các bạn muốn nâng cấp là các bạn phải bỏ hai que RAM này ra để cắm nâng cấp tối đa lên là 32GB RAM. Đây là cái cắm chờ ổ cứng 2,5 inch, nó chỉ chờ thôi. Cáp của nó đây này, các bạn phải có cáp các bạn mới nâng cấp được ổ cứng nhá, thêm ổ cứng 2,5 inch. Còn đây là ổ cứng SD bây giờ đây, nó ngắn như này thôi. Và các bạn có thể lắp dài ở đây.
có hẳn tản để tản mát cho ổ cứng luôn, đồng luôn này, xịn sò không? Dung lượng là 256GB LVMe các bạn nhé. Còn đây là chipset này. Dòng máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp duy nhất chỉ là RAM và ổ cứng thôi. Ngoài ra các linh kiện khác sẽ onboard trên bên như này sẽ không thể nâng cấp được. Ở đây các bạn sẽ thấy pin set mode nó này, giống như cái dòng PC luôn. Pin này 51Wh, có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 3 giờ cho chế độ sáng màn hình. Đây, còn nếu mà các bạn muốn dùng màn hình tối hơn thì nó sẽ dùng được khoảng 4-5 tiếng nhé các bạn nhé. Hai cái loa của nó này. Hầu như linh kiện bên trong này các bạn sẽ thấy là bố trí rất khoa học và sát hết rồi. Đây, các bạn sẽ thấy sát hết rồi. Còn đây là cái bo USB riêng này, được kết nối qua cái cáp đây này. Ok, bây giờ thì tớ sẽ lắp vào để test chiếc máy này cho các bạn nhé. Các bạn ơi, chú ý một phân khúc với phiên bản chính hãng này. Các bạn sẽ nhìn thấy là LED này, đẹp không? Buổi tối cực kỳ đẹp luôn. Các bạn sẽ thấy một viền màn hình mỏng này. Đấy, khi chúng ta bấm mắt phím thì nó sẽ sáng như này. Và với phiên bản chính hãng này chúng ta có vân tay. Đây là. Chúng ta mở máy vân tay, đây là phím bật nguồn các bạn nhá. Và LED phím màu xanh các bạn ạ. Đây, LED sáng này, đẹp không? Buổi tối nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bạn, LED màu xanh này, trẻ trung luôn. Chúng ta sẽ có một bàn phím phụ như này, sẽ hỗ trợ các bạn trong lĩnh vực đó là kế toán này, kinh doanh. Có một bàn phím phụ như này chúng ta bấm cực kỳ sướng luôn. Phím bật nguồn thì tích hợp vân tay các bạn nhá. Đây này. Đây, trái phải chuột này. Bấm hơi lặng một chút nhưng mà chúng ta vẫn bấm trái phải bình thường đây. Mặc dù là cái phím chuột chúng ta sẽ không có phím trái phải phân biệt này. Đây là tem sản phẩm chính hãng các bạn sẽ nhìn thấy này. RTX này, Core i7 này. Đó. Mặc dù khung bằng nhựa, các bạn sẽ thấy bằng nhựa cao cấp, các bạn sẽ ASBW. Các bạn sẽ thấy sơn khác một chút. Đây. Để chúng ta hỗ trợ chữ game tốt hơn và có chữ G lăn trong sản phẩm 2020. Chiếc máy này sẽ bố trí camera ở bên trên. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Có hỗ trợ camera sẽ hỗ trợ các bạn quay phim này, chụp ảnh này, học tập và làm trực tuyến online cực kỳ ok. Mình đang test ổ cứng các bạn nhé. Ổ cứng này sẽ có tốc độ đọc khoảng gần 1.9 ghi một giây, tốc độ ghi khoảng gần 900 900 b. Ổ cứng này nó thực sự các bạn ở mức là trên trung bình khá thôi. Xem nào, camera này 720p các bạn nhá, sẽ hỗ trợ là có mic này, có cả miếng cam này, hỗ trợ quay phim, chụp ảnh, học tập và làm trực tuyến ok luôn. Bluetooth trên máy được sử dụng là 5.0 các bạn nhá. Xem ổ cứng nào. Đây là ổ cứng của hãng Skyhelix với dung lượng là 512GB LVMe này, các bạn nhìn thấy này. Vega đang sử dụng trên máy đó là Nvidia GeForce RTX 2060 với dung lượng 6GB RAM 6 và hỗ trợ ray tracing các bạn nhé. Đây cả loại on này các bạn này. UHD Graphics 620. Chà chà, Wi-Fi này. Wi-Fi 6 các bạn ơi, băng tần của nó là 160MHz các bạn ơi. Đây là Wi-Fi Bluetooth nhanh nhất và khỏe nhất hiện nay các bạn nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy số ổ cứng này. CPU thế hệ thứ 10 rất là khỏe luôn. Bàn phím này các bạn sẽ nhìn thấy là trẻ trung năng động này, màu xanh. Các bạn ơi, CPU của máy là Core i7-10750H này, 6 lõi 12 luồng các bạn ơi. Vega của nó này. CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh, hỗ trợ các bạn edit video 4K cũng như khi các bạn chơi game mà làm các phần mềm đồ họa nhanh hơn rất nhiều. Đây, các bạn thấy nó rất là nhanh luôn này, một bức ảnh 3D. Đây, úi chà, 1358 CB, khỏe. Nếu mà CPU này tính với dòng CPU thế hệ 9 đó là 975H thì nhanh hơn khoảng 15% thôi quý vị các bạn nhé. Mình đang chấm điểm đồ họa mô phỏng của RTX 2060. RTX 2060 được ứng dụng công nghệ đó kiến trúc Turing mới nhất và bộ nhớ của nó là 6GB RAM 6, băng thông của nó là 14GB một giây, sẽ hỗ trợ các bạn ray tracing, có nghĩa các hiệu ứng về đồ họa, ví dụ như là đổ bóng này, nhìn trước gương này, các hiệu ứng ánh sáng tốt hơn rất nhiều so với dòng thế hệ cũ. 14GB nhanh hơn là 12GB so với dòng đó là GTX 1660 Ti. Đấy, các bạn thấy là cực kỳ mượt luôn.
Và khi chúng ta sử dụng các tác vụ đồ họa này, các bạn nghe thấy là cái quạt nó sẽ hoạt động và chúng ta có thể nghe tiếng rất là rõ luôn. Mình đoán FPS khoảng tầm trên 100 nhá. Cực kỳ êm. Tím này. Bấm cực kỳ sướng luôn. Đây. Sướng thật đấy. Đây. Đeo mà. Úi chào ơi, 129,69 FPS. Các bạn có thể làm đồ họa mô phỏng này, các bạn có thể là ứng trình lập các bạn có thể làm các ứng dụng về lập trình mô phỏng này, các bạn có thể làm đồ họa 3D mô phỏng này. Đều ok hết và thậm chí là dựng video 4K chiếc máy này cực kỳ ngon luôn. Các bạn ơi, mình đang test vào phần mềm Fullmax này, các bạn sẽ nhìn thấy điểm số của nó này. CPU là 80 độ này, GPU 72 độ. Nếu mà nhìn vào chiếc máy này thực sự thì nó chưa được tản nhiệt tốt cho lắm, bởi vì thực sự với chế độ Fullmax như này nếu mà làm ok thì tầm khoảng 65 độ hoặc 70 độ thôi. 83, 80 độ vẫn là hơi cao một chút các bạn ạ. Đây. Dưới 80 độ này, GPU ở mức 71 độ. Và khi mình hoạt động ở chế độ đồ họa như này thì các bạn nghe thấy là cái quạt tản nhiệt hoạt động hơi hơn một chút. Nếu ban ngày thì ok, còn ban đêm như này thì không được chuẩn cho lắm các bạn ạ. Đeo mấy năm nay thì được cái là build máy chắc chắn, nhưng mà hệ thống tản nhiệt vẫn chưa được tốt bằng hệ thống của ThinkPad các bạn ạ. Và chưa được tốt bằng CPU của AMD. Mát hơn và quạt hoạt động êm hơn. Còn nhiệt độ như này thực ra thì vẫn đáp ứng các bạn ở chơi game mà làm đồ họa lượng được. Còn nhiệt độ của CPU và GPU như này thì vẫn đáp ứng các bạn làm đồ họa được, nhưng mà hơi một chút các bạn nhé. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 85 FPS. Ok, với mình như này thì vẫn có thể chấp nhận được các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì cũng may ở phiên bản Dell G5 mình đang test ở đây là video 4K như mọi ngày. Với G5 thì được cái là độ sáng màn hình sẽ đẩy lên đó là 300 nits và tỷ lệ bao phủ màu của nó đạt 91% sRGB và 59% AROB RGB, có nghĩa là hơn so với phiên bản Dell G3, độ sáng cũng tốt hơn, tỷ lệ bao phủ màu cũng tốt hơn. Đấy, cho loa to hết rồi nhé. Với màn hình IPS thì góc nhìn của nó đạt 178 độ, các bạn hoàn toàn có thể nhìn như này mà vẫn có thể nhìn rõ trên. Và loa của máy cũng khá hay. Các bạn thấy màu sắc, màu tái tạo, rất trung thực. Các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để sử dụng chiếc máy này để thiết kế đồ họa. Trong lĩnh vực in ấn thời trang cần màu sắc chuẩn chỉnh của màn hình thì yên tâm là màn hình của Dell như này là chuẩn rồi. Mặc dù chưa được 100% nhưng mà như thế này cũng là ok rồi đúng không các bạn? Âm thanh của nó cũng khá ấm. Màu sắc màn hình tương đối là trung thực. Nói chung thì âm thanh của chiếc máy sẽ cho ở thang điểm 9 và màn hình cũng sẽ cho ở thang điểm 9 các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là cái nghề mà kiếm ra tiền của mình, đó là nghề sử dụng các bạn ạ. Hiện ngày hàng ngày thì mình vẫn quay những cái video, và khi quay xong thì mình vẫn dùng các phần mềm như này để mình edit video và hoàn thiện các video của bạn. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ, đây là các bạn thấy là cái đoạn video 4K này, mình sẽ hỗ trợ và test chiếc máy này như nào nhé. 1 2 3. Thưa các bạn, là với CPU ở đây chúng ta sẽ có đó là 10750H, đây là dòng CPU thế hệ mới nhất của Intel, cực kỳ hỗ trợ tốt cho các bạn làm edit video 4K. Đây các bạn sẽ thấy nó rất là nhanh luôn này. 10750H này các bạn sẽ thấy này, và nó có thể turbo boost nên ở đây chúng ta nhìn thấy là 4.35, 4.31. Các bạn sẽ thấy là CPU nó hoạt động ở mức từ khoảng 30 đến khoảng 40%. Và RAM nó đang dùng khoảng hơn 8GB này. Chiếc máy được tích hợp cản hỏa on, các bạn sẽ thấy nó hoạt động này 84%, và sẽ hỗ trợ ở đây các bạn sẽ thấy là Vega rời RTX 2060. Ôi trời, nhanh quá các bạn ơi, nó chỉ khoảng 41 giây đã xong rồi, tôi bấm chậm một chút, đang nói tập trung quá các bạn ạ. 43 giây, cực kỳ nhanh luôn. Nói chung thì với sức mạnh của một chiếc máy 30 triệu thì các bạn làm gì chả được, chơi game mà làm đồ họa thì quá là ngon rồi, 4K chả có gì phải suy nghĩ cả. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test từ game đó là Tomb Raider, từ game kịch cười lặng luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy là đồ họa 3D của nó cực kỳ đẹp. Âm thanh trải nghiệm của chiếc máy này rất là tốt đúng không các bạn? Đấy, các bạn nhìn thấy người đồ họa này các bạn ạ. 3D mà nhìn như người thật luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy em gái rất là xinh đúng không? Mức FPS chúng ta nhận được khoảng trên 90 và nhiệt độ của CPU khoảng 85 độ C thì mình thấy hơi cao một chút, và GPU cũng vậy, 76 độ C. Và quạt hoạt động khá là vất vả. Đây là từ game có hỗ trợ ray tracing nên rất nặng. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy các hiệu ứng về ánh sáng của nó này. Đây, các hiệu ứng ánh sáng của ray tracing nó như này, các bạn nhìn thấy này. Mức FPS rất tốt và nhiệt độ chơi game của CPU trên 80 độ C và GPU trên 70 độ C, hơi nóng một chút và quạt hoạt động khá là vất vả.
Bàn phím thì bấm tương đối tốt. Đây các bạn nhìn thấy hình ảnh của nó này, như người thật luôn. Không ngờ một chiếc máy đồ họa chơi game nó lại thật như này. Đây các bạn nhìn này, đúng như người thật luôn. Trải nghiệm âm thanh tốt, hình ảnh tốt. Và các bạn sẽ thấy là hình ảnh trên màn hình nó không hề giật lag gì cả. Với màn hình của nó rất cực kỳ ok luôn. Các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để cài những tựa game cực kỳ lặng hỗ trợ ray tracing, có là cái hiệu ứng về ánh sáng, cái hiệu ứng về thuật toán về hình ảnh render video, cũng như các hiệu ứng về kỹ xảo trên RTX 2060 thì cực kỳ ok luôn. Mức FPS này quá tốt để khi chúng ta chơi game. Đây các bạn nhìn người này các bạn biết luôn, cực kỳ ok. Sụt xuống này. Đấy, các bạn sẽ hiểu ứng về âm thanh và hình ảnh của nó này. Người này các bạn nhìn như thật luôn. Ôi chà. Từ game này cực kỳ hay, các bạn có thể cài vào nhé. Đây là game offline các bạn nhá. Hiểu ứng ảnh cực kỳ đẹp và âm thanh cực kỳ hay. Và hiểu ứng chơi game của nó cực kỳ sướng luôn. Các bạn ơi, mình vừa trải nghiệm xong với phiên bản Dell G5500. Và đây phiên bản được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy là điểm khác biệt, chúng ta sẽ có LED như này. Các bạn thấy LED buổi tối như này cực kỳ đẹp luôn. Và chúng ta sẽ có một bàn phím ở đây trẻ trung. Với hành trình bàn phím tốt sẽ hỗ trợ các bạn chơi game, cũng như các bạn làm các công việc văn phòng, các bạn làm công việc kế toán. Chúng ta nhập điều bàn phím cực kỳ ok. Máy có bảo mật vân tay cực kỳ phù hợp với doanh nghiệp, cực kỳ ok luôn. Tốc độ pin của máy có thể duy trì dùng khoảng 4-5 tiếng cho chế độ bình thường, sáng khoảng 50-60% màn hình. Máy được kết nối Wi-Fi, đây chúng ta có thể thấy là Wi-Fi mới nhất là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Đây là Wi-Fi và Bluetooth nhanh nhất hiện nay, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh siêu LED. Chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy là nó được làm vỏ hoàn toàn bằng nhựa, nhưng đây là nhựa cao cấp nên khi chúng ta nhìn bên máy thì nó khá là sang. Nhưng mình hơi buồn một chút đó là với vỏ bằng nhựa thì thiết kế của nó sẽ hơi kém sang so với các dòng máy vỏ bằng kim nhôm. Máy có tích hợp ở đây là bảo mật vân tay và LED phím, thì các bạn thấy LED phím màu xanh chảy chung năng động và bấm phím thì tương đối tốt. Với chế độ bảo hành chính hãng tại trường Việt Nam đó là 1 năm bảo hành tại nhà, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với tin tưởng các dòng sản phẩm chất lượng của Dell. Với dòng sản phẩm này thì mình nghĩ là dòng sản phẩm cao cấp cho các game thủ như các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp, các bạn edit video 4K ở phân khúc dưới 30 triệu tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Với chất lượng ổ cứng cũng ở mức gọi là trên trung bình, chúng ta thấy là tốc độ đọc của nó khoảng hơi 2 giây, thì mình nghĩ là chiếc máy cũng hoàn toàn ok. Hơi tiếc một chút đó là chất lượng màn hình ở mức gọi là trên trung bình và vỏ máy bằng nhựa thôi. Giá như nó bằng hợp kim nhôm và chất lượng màn hình tốt hơn một chút thì đây là một sản phẩm hoàn hảo. Nhưng với mức giá là dưới 30 triệu đồng thì đây là một chiếc máy có cấu hình cao nhất để các bạn làm đồ họa cũng như chơi những tựa game chuyên nghiệp. Với chiếc máy như này hoàn toàn hợp lý các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm đó là Dell G5500. Dòng sản phẩm được phân phối chính hãng tại trường Việt Nam của mình. Xin cảm ơn các bạn nhé. Nói sự hôm nay là hơi sai một chút nhưng mong các bạn thông cảm. Mình rất là đam mê các dòng sản phẩm của Dell. Bởi vì Dell như nào? Chất lượng thứ nhất là về vỏ máy nó build chất lượng rất là tốt, chính sách bảo hành ok, với chất lượng phần cứng cũng rất là ok luôn. Mặc dù là so với dòng sản phẩm nó hơi đắt một chút nhưng tiền nào của lấy các bạn ạ. Với mình đây là một chiếc máy rất tốt cho các bạn làm đồ họa và chơi game ở mức dưới 30 triệu. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ ok để các bạn lựa chọn các bạn nhé. Các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách đó là chúng ta đăng ký kênh, like và chia sẻ, như bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của Xung Nghệ TRD. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.